Con trai này muốn chăm sóc mẹ già, mẹ già lại không muốn con trai mình mệt mỏi và cả một đời để con trai mình không lập, không nên gia lập thất, cho nên mới nói là thôi con lấy vợ đi. Không, hạnh phúc của con là chăm sóc mẹ. Không, cả đời của con không có thể ở như vậy vì mẹ được. Năm lần bảy lượt thì người con trai đó cuối cùng yên lặng, mẹ vui quá, chỉ qua kia, nhà kia nhé con. Không, con thích nhà kia kìa. Và lấy cô gái này, nhưng về cô ta không có con. Thành ra cô ta cũng tự biết cái số phận của mình, sợ bị người ta nguyền rủa, và chắc chắn thế nào người mẹ chồng cũng lấy thêm một người về nữa để nối dõi. Cho nên cô ta rất thông minh, tự động đi kiếm vợ hai cho chồng. Kiếm vợ hai cho chồng, kiếm vợ hai về rồi, cô ta nói nhỏ, bỏ nhỏ với người người vợ nhỏ: nè em, khi nào mà em có mang á, nói chị nha. Chị dạ. Cô ta lén bỏ thuốc phá thai vào một lần rồi ngụm một đứa. Lần thứ hai cô ta có mang, cũng tới nói với người vợ lớn, bỏ thuốc phá thai vào ngụm hai đứa. Để lối xóm người ta thấy, ồ chuyện gì kỳ vậy? Ta hỏi người vợ nhỏ, cô ngốc quá đi, cô ta ganh tị sợ cô lãnh hết cái tài sản của gia đình này, cho nên cô ta không có muốn cho cô sinh ra một đứa con để rồi cô phải làm nô lệ. Bởi vì cô không sinh con được thì cô phải đứng sau lưng, có miếng mà không có tiếng làm vợ lớn. Nếu như mà cô không sinh được con, cho nên cô ta, nếu cô ta không sinh được con cho nên cô ta không muốn cô sinh con. Cho nên lần sau mà mang thai thì đừng có nói với cô ấy biết. Và lần sau cái bụng nó ngày càng to lên. Vợ lớn thấy, tại sao có mang mà không nói chị biết? Cô vợ nhỏ thật thà nói: nói với chị biết làm chi, hai lần chị đã hãm hại mẹ con tôi rồi, lần thứ ba này tôi phải giữ lại chứ. Rồi chị cảm thấy thất bại. Nhưng không, âm mưu nó còn sâu sắc hơn nữa. Và đợi cái lúc mà người mẹ, hai mẹ con ngủ, thai nó lớn rồi mà, là âm thầm vẫn bỏ thuốc phá thai vào lần nữa. Cái thai nó lớn quá, nó không có mất, nhưng mà sau khi cái lúc sinh đó nó bị kẹt. Và cuối cùng hai mẹ con mất luôn. Hơi thở cuối cùng của người vợ nhỏ mới nói rằng: chính bà đã đưa tôi về cái nhà này, nhưng chính bà đã hại ba đứa con tôi và cuộc đời tôi. Tôi nguyện kiếp sau tôi sẽ hại lại bà và con của bà. Chết phúp. Và sinh vào lập tức là một con mèo của cái nhà đó. Và cái bà vợ lớn bị người chồng phát hiện và thấy, lối xóm ta nói hết ra. Và cụ chỏ đấm đá và làm tất cả. Chính cô hại cả gia đình này của tôi. Mà hại thiệt mà. Mình thấy người nữ tội không? Cô ta đâu có muốn hại ai đâu. Cô ta cũng chỉ muốn được nương tựa thôi. Mà giờ cái số phận vậy không biết làm sao hết, nên phải đi làm cái việc vậy thôi chứ ai muốn. Mà bị người thương của mình mà đánh, mà đấm, mà tát mà vậy thôi, chứ cũng tan tành trong lòng. Cho nên cô ta không những đau cái thân mà đau cái tâm nữa. Mấy hôm sau chết và sinh ra làm con gà mái, đẻ ba lứa trứng, con mèo tới ăn ba lứa. Cho nên bình thường mình thấy con mèo với con gà mình ở nhà mà nó ăn vậy đó, coi chừng những nhân quả ở trong đó nha, chứ không phải tự động tụi nó cự lộn nhau không không đâu. Chứ con mèo với con chó, con gà của mình nuôi ở nhà, oan gia trái chủ đầy nhà, nợ nợ duyên duyên đầy trong đó. Cho nên đôi khi mình giác dép mà mình tố con mèo á, coi chừng á, chứ mình xâm phạm nhân quả của nó đấy. Tố con mèo vì con mèo nó mới cắn con, hay là mới ăn con gà con vậy đó, vân vân, ABCD. Dĩ nhiên nói như vậy không phải mình không ngăn cản, nhưng mà nó có cái nhân cái quả trong đó hết, từng cái hành động nhỏ của vũ trụ này. Nhận gà mái nó mới nói nhá: tao nguyện sẽ, mày đã ăn con của tao ba lần, tao nguyện kiếp sau tao sẽ trả mối thù này. Và con mèo đó, con gà đã chết, trở thành một con gì mà chấm chấm chấm, mà giống như con mèo rừng, con hổ, nó không phải con hổ, con gì, con báo, ok, báo. Và cái con mèo kia chết, trở thành con nai. Con nai sinh ra ba lần, con mèo kia lụm ba lần, con báo kia lụm ba lần. Và trước khi nó chết thì cái con nai này á, nó lại nguyện là: tao kiếp sau sẽ là một Yash,
một dạ xoa. Biết quỷ dạ xoa không? Là quỷ ăn thịt con nít đó. Để trả mối thù này, giờ chết sinh đúng vào là một loại quỷ. Và cô kia là biến thành một người con gái, con của một trưởng giả giàu có xinh đẹp, và sinh hai đứa con bị quỷ dạ xoa kia lẫm hai lần, và lần thứ ba phải về quê mẹ. Thì trên đường đi, quỷ dạ xoa thấy, nghe và biết, mà nói à, chạy đi, chạy đường trời, ta sẽ báo thù vậy được. Về quê mẹ rồi, sinh được đứa con rồi, thì ở trên đường trở về lại, bị quỷ dạ xoa phát hiện và rất là sợ hãi, thì không kịp ôm cái đứa con đó chạy trốn, thì bỗng gặp tăng đoàn của Đức Thế Tôn đang ở cái địa phận gần đó, và cô ta chạy thẳng vào ném đứa con cho Đức Phật, nói là ngài bảo vệ giùm con của con, quỷ dạ xoa ăn của con hai đứa rồi. Và quỷ cũng chạy vô luôn. Có một chư thiên đứng ngoài cổng không cho quỷ vô. Thì Đức Thế Tôn mới nói A Nan, gọi cho cái cô quỷ dạ xoa đó vào. Mới vào thì Đức Thế Tôn mới nói nè, hận thù của loài người, của hai người từ kiếp nào tới giờ, Đức Phật kể hết ra câu chuyện đó. Nếu như không gặp một vị Phật như ta, hận thù này của hai người tới khi nào mới chấm dứt. Và Đức Thế Tôn nói ra cái bài kệ này. Nahi virena virani samantida kudachanam virena cha samanti isadammo sanantato. Hận thù diệt hận thù, đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định lực nghìn thu. Nói xong cái quỷ dạ xoa đắc dự lưu quả liền. Lực của Đức Thế Tôn mạnh cỡ đó, không nói dài dòng, biết cái nghiệp của họ và nói y cái bệnh và cho y cái thuốc giác ngộ. Câu chuyện hồi nãy này nè được kết thúc là sau khi mà quỷ dạ xoa đó đắc dự lưu quả, Đức Thế Tôn nói cái người vợ thứ hai đó, đưa ôm cái đứa con qua cho dạ xoa đi. Bà sợ, bà nói không, ăn của con hai đứa rồi. Cứ đưa đi, đừng có ồn ào. Ôm qua người mẹ dạ xoa đó, trước đó ôm và hôn hết, đầy tình thương yêu. Và Đức Thế Tôn nói, và quỷ dạ xoa nói, từ nay con đã là đệ tử Phật rồi, con không có thể đi ăn thịt chúng sinh nữa. Cho nên giờ con biết sống cách sao đây, Thế Tôn giúp con với. Thế Tôn mới biểu người vợ thứ nhất, hãy đem về nhà mà nuôi giùm cô ta này đi. Dĩ nhiên không phải là một cái dạng thân người như thế này, một cái dạng năng lượng khác. Thì mới để cô ta lên cái đòn dông ở trên nhà và thường cúng kiến. Nhưng sau thời gian, đủ thứ chuyện trong nhà, đưa cô ta ra ngoài gò, ngoài mã, mà chỗ này chỗ kia, thường xuyên cúng kiến. Thì cô ta báo cho cái cô vợ hai này biết, mùa này khô nha, trồng lúa ở cái nơi thấp chút, mùa kia giông bão, mưa nhiều nha, trồng ở nơi khô một chút. Cả một cái xóm vậy đó, mùa của họ thì thất bát, chỉ có cô này là được mùa. Ủa, hình như cô biết trước thời tiết hả? Chứ cô chú không thấy tôi đem đồ ăn đến cho cái chỗ đó hoài hoài sao? Có một người bạn của tôi báo với tôi biết đó. Nếu quý vị báo cho cô ấy biết, cô ấy sẽ giúp hết quý vị. Và từ ngày đó, cả cái dân làng đó thờ cúng cái vị quỷ dạ xoa này và chưa một lần nào mất mùa. Và có một cái món ăn đặc biệt được dân cúng như cô ta. Đó, nó có luôn cả một cái truyền thuyết luôn. Nó kết thúc rất có hậu. Là bởi vì? Bởi vì sao? Bởi vì hận thù diệt hận thù hay là cái gì? Bởi vì không hận thù diệt hận thù. Nó kết thúc đặc biệt như vậy. Như vậy, chính không bỏ đi, không chạy trốn đi, không vứt đi cái hận thù đó, mà là nhìn sâu vào trong hận thù đó, nó có một cái tình thương yêu đặc biệt.
hai người đó làm sao? Có hận thù đâu mà còn thương nhau nhiều nữa. Cho nên mình đang ghét một ai đó nha, đừng có bỏ cái đừng, mình đang hận hay mình đang ghét ai đó, đừng có bỏ cái đó, đừng có loại trừ nó. Bởi vì nó không phải là mình. Mình mất công loại trừ những thứ không phải của mình, không cần thiết. Mình quánh với một cái bóng của một cái cây, mình là cái thất bại. Nếu mình nghĩ mình chiến thắng nó, mình sẽ mệt nhòa thôi. Nó không có thật mà. Đó là nghệ thuật.